Với 250k các bạn sẽ làm gì? Mua 5 bóng led điện quang, Mua 10 hộp lọc mủng hay là phó đà sinh viên với mức giá 250k? No no no, với 250k chúng ta có thể mua được nhiều hơn thế. Bonjour, mình đã trở lại rồi đây. Mình là Quang Hy đến từ HT Studio. Hôm nay trên tay mình là chiếc Smart Band đến từ Hero Band. Với mức giá 250k mình mua được ở Shopee. Nào, cùng mình mở hộp. Đến với phần mặt trước của vỏ hộp, chúng ta có thể thấy đây là dòng chữ Smart Bracelet. Wow, mặt trước rất là mỏng luôn. Đến với phần phía sau, có thông số là màn LCD, TFT, có màu luôn nha. Và IPS. Cái gì vậy? Sao TFT lại là IPS 1.3 inch? Độ phân giải là 240 x 240. Trời, display còn viết còn sai nữa nè. Mở khóa và bằng cảm ứng nè. Có chuẩn IP67. Tương thích với hệ điều hành Android 4.4 và iOS 9 trở lên. Phiên bản của mình là có màu đen. Ngoài ra, Shopee còn có bán phiên bản dây màu hồng nữa, dành cho những bạn nữ xinh đẹp. Trong vỏ hộp, chúng ta có thể thấy là một bản hướng dẫn sử dụng của Hero Band 3. Có rất nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng các kiểu còn đà điểu nhưng không có tiếng Việt. Ok, file. Ok, chúng ta sẽ vứt nó qua một bên. Phía sau này chúng ta sẽ có, tất nhiên là cái đồng hồ rồi, nhưng mà mình sẽ để nó qua một bên nhé. Phía trong đây là chắc chắn là phụ kiện. Đây chính là chiếc phụ kiện của chiếc đồng hồ này. À, đây là cắp sạc nha. Có chuẩn là USB. Và đây dùng để kẹp chiếc đồng hồ nè. Có hai cái chấu để sạc. Ok, chúng ta sẽ bỏ cái hộp này qua một bên. Đến với nhân vật chính của chúng ta, chiếc đồng hồ B57. Tên nghe rất là hoành tráng, giống như là máy bay B52 vậy. Không biết chiếc đồng hồ này chất lượng sẽ ra sao đây. Wow. Đến với phần tổng quan của chiếc đồng hồ này. Wow, các bạn ơi, thấy giống như là một chiếc Apple Watch vậy. Đây là xu thế của các hãng Trung Quốc đang cố làm theo giống Apple. Tuy nhiên, phần bên phải không có nấm vặn giống như Apple Watch. Mình sẽ cho các bạn xem tổng thể của chiếc đồng hồ này. Thiết kế của chiếc đồng hồ này chắc chắn là nhựa rồi, không thể đòi hỏi gì hơn với mức giá 250k. Dây của chiếc đồng hồ này chắc chắn là cao su. Rất là mịn tay nhưng mà có điều là hơi mỏng nha. Mặt trước của chiếc đồng hồ này nghe đồn á là mặt kính Gorilla Glass 5. Tuy nhiên là với mức giá này mình cũng không tin cho lắm nha. Phía trước đây có một vòng tròn để đánh dấu phần cảm ứng của chiếc đồng hồ. Nào, chúng ta hãy cùng bóc zin. À, trời trời. Wow. Bóc ra nhìn sang hẳn luôn không? Ok, mình đã đeo chiếc đồng hồ này trên tay rồi đây. Nó có một cảm biến giúp nhận dạng chúng ta lúc xem đồng hồ. Mình sẽ demo cho các bạn xem. Wow, rất là hay. Tuy nhiên, đồng hồ này không hoàn toàn cảm ứng. Nó sẽ có một nút ở đây để chúng ta thao tác. Chúng ta sẽ nhấn vào. Đây là menu của chiếc đồng hồ. Cảm ứng rất là nhạy, không có hiện tượng delay như những mẫu smart band giá rẻ khác. Mình thấy ở những nơi bán chiếc đồng hồ này tầm giá tới 560k lận đó. Không biết các bạn có tìm ra không? Nhưng mà mình mua trên Shopee chỉ có 250k thôi. Có rất nhiều chức năng trên chiếc đồng hồ này. Thứ nhất, đó chính là đo dữ liệu giấc ngủ nè, bước đi các bạn. Đây là chức năng đo nhịp tim của các bạn. Đây là đo huyết áp. Đây là nồng độ oxy trong máu. Khá là lạ nha, chiếc đồng hồ giá rẻ lại có một chức năng đo huyết áp. Không biết sẽ xạo hay không. Đây là đo mức độ vận động, có calo nè. Đây là phần hiện tin nhắn.
Đây là điều khiển máy ảnh từ xa. Đây là chơi nhạc nè, dùng để điều khiển nhạc thông qua điện thoại. Đây là phần cài đặt của chiếc đồng hồ. Nếu muốn truy cập phần nào thì chúng ta sẽ đè giữ nút cảm ứng đây. Để di chuyển chúng ta sẽ nhấn một lần. Để chọn chúng ta sẽ nhấn đè giữ. Để tăng độ sáng màn hình chúng ta sẽ nhấn vào đây nè. Đấy. Có nhiều mức khác nhau. Tuy tấm nền của chiếc đồng hồ này là TFT, nhưng mà các bạn có thể thấy màu đen của nó rất là sâu, không có hiện tượng hở sáng hay là bất cứ thứ gì. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc đồng hồ này với điện thoại. Đầu tiên chúng ta hãy vào App Store hoặc là CH Play tìm app có tên là Hero Band 3. Chúng ta hãy tải về. Đây, app chúng ta tải về có hình chữ B, Hero Band 3. Chúng ta sẽ nhấn vào nút Enter. Mình sẽ nhập các thông số này, mình check bỏ qua đi nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc đồng hồ này với điện thoại. Đầu tiên, chúng ta hãy vào mặt đồng hồ chính của chiếc đồng hồ, đè phím cảm ứng. Nó sẽ cho biết địa chỉ MAC address của chúng ta. Nhấn vào Add a device trên điện thoại. Mình sẽ bật Bluetooth trên chiếc iPhone 7 Plus này. Đây, nó đang tìm kiếm. Chúng ta thấy là chiếc B57 đã hiện trên màn hình chính. Chúng ta sẽ nhấn vào. Nó đang kết nối. Vâng. Yêu cầu ghép đôi. Luôn cho phép. Nó sẽ hiện rõ mức pin của chiếc đồng hồ hiện tại là 72%. Có nhiều thông số trên chiếc app này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Chúng ta có thể đổi mặt đồng hồ watch face. Mình đang dùng mặt đồng hồ khác nè, tại vì nó có discovery dial đây. Có rất nhiều mặt đồng hồ để chúng ta lựa chọn. Rất là giống Apple Watch luôn. Không thể tin được. Khá là nhiều luôn. Chúng ta có thể chọn hai kiểu đồng hồ mặc định. Đây là kiểu đồng hồ giống Apple Watch. Mình sẽ chọn cho các bạn xem. Đấy. Nó hiện lên mặt đồng hồ. Đây là mặt đồng hồ kim. Đây. Lỡ bấm qua rồi. Đây. Đây là mặt đồng hồ tùy chỉnh cho chúng ta. Chúng ta nhấn vào, nhấn Edit. Nó sẽ cho các bạn tùy chỉnh màu sắc của ngày giờ hiển thị. Mình chỉnh màu đỏ, màu hồng, màu gì đó đó tùy các bạn. Mình thích màu hồng, ok. Có hiển thị cái thời gian nè, mình sẽ cho nó phía dưới hoặc là phía trên. Có ngày giờ đây. Các kiểu con đại biểu luôn. Nếu chúng ta muốn chèn hình vào chiếc đồng hồ, chúng ta có thể nhấn Select Picture. Mình sẽ cho một cảnh selfie. Ok. Done. Save. Nó sẽ truyền qua đồng hồ cho chúng ta. Ok. Vậy là 100% rồi đây. Mình ngủ một giấc dậy rồi mới xong. Oh. Wow. Tuy màn hình chỉ có 240x240 nhưng mà rất là rõ nét. Trời. Đến với phần giao diện chính của app, chúng ta thấy là có hiển thị bước chân, giấc ngủ, nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu. Mà mình cũng không biết cái nồng độ oxy trong máu dùng để làm gì nữa. Outdoor running đây. Mình sẽ test thử các chức năng cho các bạn xem. Mình đầu tiên sẽ đo nhịp tim trước. Nhấn giữ để đo nhịp tim. Ok. Đây là nhịp tim của chúng ta. Bây giờ nhịp tim đang là 72, 73. Mình thấy cũng khá chuẩn đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đo huyết áp. Đây là phần quan trọng nhất nha. Bởi vì những chiếc đồng hồ có tầm giá này thì rất khó để đo huyết áp chính xác. Ok.
nó đã cho ra kết quả đây, 109/72. Và hôm nay mình có đem theo một chiếc máy đo huyết áp để so sánh cho các bạn. Mình vừa test chiếc máy đo huyết áp thật này, kết quả cho ra là 116/70. Wow, kết quả rất là chính xác từ máy đo huyết áp. Tuy nhiên chiếc đồng hồ lại có kết quả hơi gần giống. Đây, 109/72. Rất là, phải nói là ok đối với chiếc đồng hồ này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đo nồng độ oxy trong máu. Mình không biết cái này nó có hữu dụng gì trong cuộc sống, nhưng mà cứ đo thôi. Ok, quá trình đo diễn ra khá là nhanh. Nồng độ oxy trong máu là 96%. Mình theo mình đọc được á, nồng độ oxy là tầm 96-100%, và tốt cho cơ thể. Đây là bảng thống kê về số bước chân, độ giấc ngủ các kiểu. Đây là dùng để chúng ta luyện tập thể thao nè. Ngoài ra tính năng dùng để xem thời tiết đồng bộ từ điện thoại của chúng ta. Bây giờ thời tiết hiện tại là 31 độ, đang mưa. Ok, mình sẽ test tính năng thông báo từ tin nhắn cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ gửi một tin nhắn đến chiếc điện thoại kết nối với chiếc đồng hồ này. Nhưng mà có một điểm yếu là chiếc đồng hồ này không hỗ trợ tiếng Việt, cho nên phone của chúng ta sẽ bị lỗi. Mình sẽ vào phần tin nhắn cho các bạn xem. Đây, có một vài phone bị lỗi đây. Alo, anh cho em 5 tỷ mua con mẹt nè. Icon nó cũng sẽ bị lỗi luôn nha. Ok, mình sẽ gọi đến chiếc điện thoại kết nối với chiếc đồng hồ này. Đây, nó hiện lên tên người gọi là Mum. Rung rất là chắc chắn luôn, rung rất là lớn. Với mức độ rung của chiếc đồng hồ này, chắc chắn các bạn nữ sẽ săn tìm chiếc đồng hồ và mang vào đâu đó mình không biết đâu nha. Một điểm mình cho rất là đáng tiền của chiếc đồng hồ đó chính là chuẩn kháng nước IP67. Dùng có thể đi mưa, có thể đi tắm nhẹ, nhưng mà không nên mang ra biển nha, nó sẽ hư chiếc đồng hồ đó. Ngoài ra chúng ta còn có tính năng chụp ảnh từ xa. Chúng ta sẽ đè vào chiếc đồng hồ. Wow, tự động chụp. Đấy, có một chức năng mà các bạn hay quên rất là quan tâm, đó chính là tìm đồng hồ. Chúng ta sẽ vào phần Order, File, Device, và chiếc đồng hồ chúng ta sẽ rung lên. Đây, chốt lại cái nha. Đây là một chiếc đồng hồ có chức năng tốt nhất trong tầm giá 250k. Các bạn có thể tự tìm trên những trang thương mại điện tử như Shopee. Đây là một chiếc đồng hồ hội tụ tất cả những tính năng có trên những chiếc smartband khác. Tuy nhiên giá nó chỉ tầm một nửa so với Mi Band 4, đâu đó trong tầm giá là 500-600k. Đây có thể coi là một chiếc đồng hồ phiên bản giá rẻ mang hơi hướng Apple Watch. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của bọn mình. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nhé.